Hello, Sướng ạ. Vâng, thì ngày hôm nay em có một cái siêu phẩm. Nó là cái này đấy, em đã khoe chính thôi. Sau bao nhiêu ngày tiết kiệm bỏ lợn rồi, sau bao nhiêu lần rút YouTube thì cuối cùng cũng có tiền để mua em nó. Đó, thì em mua hết những 23 triệu mấy trăm ấy, 23 triệu mấy trăm các bạn. Và đây là một chiếc điện thoại nhá. Một chiếc điện thoại rất là giá trị. Và em mua thì phải nói thật các bạn này, cái này em mua ở trên mạng. Không phải một trang thương mại điện tử nào uy tín hay là lớn mà em mua ở ngay trên website của một đơn vị bán hàng thôi. Đơn vị đấy thực ra em khá là tin tưởng ấy, thì em đặt hàng em mua luôn. Và ngày hôm nay em nhận được thì thực ra em mắc rồi, bởi vì là phải đồng kiểm chứ, không phải nhận cục gạch thì bỏ bà đúng không? Đó, thế này là em đã đồng kiểm rồi thì đó, em mắc rồi này. Thì cụ thể nhá, là đây là một chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max bản 256GB, bản 256GB luôn các bác nhá. Và em khá là ưng khi em mua ra, em kiểm tra qua hình thức em khá là ưng em đó nhá. Trả tiền em lấy là phải mày rồi đó, thì tất cả hình như là 23.450.000 thì phải đó. Bản 26GB màu xanh đây nhá, để em sẽ mở lại cho các bác xem. Cái này để mở lại thôi chứ em đã mở rồi đó. Đây thì họ đóng gói đơn giản thôi, chỉ có một cái túi và khá là nhiều bột để bảo vệ cái máy thôi. Thì phụ kiện kèm theo là em nhận được một bộ sạc 18W. Thì khi không có tai nghe thì em có hỏi, thì bên bán hàng bên đây bảo là tai nghe bây giờ chỉ có tai nghe bóc máy thôi, giá của tai nghe là 500.000. Thành ra là họ sẽ không có gọi là tặng được, còn nếu tặng họ bắt buộc phải tặng ra máy. Thế nên là họ cố gắng là tặng em một bộ sạc này, hoặc là em lấy một bộ sạc có tai nghe, nhưng tai nghe cắm vào và dùng bluetooth thôi, không phải tai nghe xịn mà tai nghe bóc máy không nhiều ấy. Thế nên đồng ý mình lấy cái sạc 18W lại là ngon này. Mấy cái là sạc này em đã từng mua ở trên mạng cách đây một năm rồi, em đã từng làm clip cho các bác xem ấy. Thì em kiểm tra qua thì em thấy cái sạc này khá là yên tâm, khá là ổn. Đó, em đã bóc ra em cắm thử thì em thấy là khá là ổn. Đó, bây giờ em cắm lại vào trước nhá, thì em cắm xong thì cái sạc này em dùng cái tay cáp tai si để em sạc cho cái Samsung của em ấy, thì là nó báo sạc nhanh luôn. Cái Samsung này đó thì nó báo sạc nhanh luôn, thì em thấy là cái sạc này nó rất là tốt, sạc 18W nha. Và cùng nó là một cái máy đây, nó đang gọi qua như này đó, thì các bạn nhìn thấy nha. Thì được việc đầu tiên mà em nhận được cái máy này đó, thì em cầm nó là chắc chắn và em kiểm test nhanh thì tất cả nó còn y nguyên từ áp suất các thứ đi đó. Test áp suất thì các bạn biết cách test rồi đúng không? Đó, thì em xem YouTube học theo rồi đó, từ cái viền mịn bên dưới này thử tất cả các thứ này thì em thấy là rất là ổn, rất là ngon đó. Em chỉ có chưa kiểm tra cái hệ thống áp bồn như là thôi, bởi vì là nhân viên bán hàng nó dục quá, em cầm vào đây em bóc luôn, rồi tí em sẽ kiểm tra cùng với các bác xem là liệu là cái máy này là có được bán ra bởi Apple hay được như nào hay không đó. Thì sơ qua về hình thức máy là khá là ổn rồi này đó, thì em có kiểm tra em bật lên rồi nhé, em bật lên rồi và kiểm tra bên trong. Thì đây là một sản phẩm của Mỹ, là các bạn nhìn nhá, là bản 26GB này, là của Mỹ này đó. Thì ở trên này có tên modem. Đấy, thì em kiểm tra qua sơ qua bên ngoài, bây giờ em tháo thử xem này, thì liệu xem là bên này có đúng hay không. Hơi tối tí. A2161 nhá. Đây là chỗ này này, các bạn đi mua máy iPhone thì các bạn kiểm tra những đời cao thì thường nó sẽ in cái tên modem nó nằm phía dưới này. Đây này, đó, các bạn nhìn thấy cái chữ ở đây không? Đó, A2161 rồi này. Đó, cái tên modem này là vỏ nào đi với máy đấy, bên đấy nha. Thì khi chúng ta kiểm tra ấy, đó, em có học qua trên YouTube thôi. Đó, A2161 này. Như thế là chuẩn, bởi vì là mỗi nước nó sẽ là một modem khác nhau. Thế nên là khi mà mua ấy, mà là modem nó không chuẩn ấy, nó lệch ấy, thì là nó sẽ có vấn đề. Đó, máy là có thể bị dựng. Đây, các bạn lưu ý là modem chuẩn này. Tiếp nữa là cái email nha. Để khi khai sim lên này. Đây, khi khai sim này, thì bây giờ nó cũng sẽ email ở đây. Đây này. Đó, các bạn nhìn thấy là số email không? Đấy. Thì cái này là cái bên ngoài thôi, nhưng mà lên xem chúng trùng thì càng tốt. Ok, 308, ok, chọn email. Chọn email thực nhé. Còn một cái email kỹ thuật số thì nó không có in ở trên đấy. Đó, thì hai cái em kiểm tra thấy ok, modem cái thứ này. Đó, và để kiểm tra cái chu tông xem nào. Mất chu tông thì bị thay màn. À, mà cái này như là... À, còn chu tông đây, cái này như là thay màn thì nó sẽ báo là thay màn luôn. Ở trên này nó sẽ báo là thay màn này. Đó, ok, này là ok rồi. Đó, tất cả bên ngoài thứ bên trong là cũng chuẩn. Đó, bây giờ thì xem là có nhá. Bên này xem là có cái gì nhỉ? Kiểm tra xem là tự nhiên quên mất này. Kiểm tra xem là có còn bảo hành ở trên Apple không, đúng không? À, chứ à quên mất đây này, kiểm tra pin trước này. Ồ, pin của 95% thôi. Có nghĩa là máy này cũng sử dụng được một thời gian rồi. Pin chỉ còn có 95% thôi, bởi vì là 11 Pro Max bây giờ nhiều khi pin 100% thì thích hơn. Nhưng không sao, đã sử dụng mình đã mua máy cũ thì chấp nhận được này đúng không? 95% cũng ok. Ok, chắc là hết bảo hành trên hệ thống này, em thử kiểm tra bảo hành nha. Bởi vì pin còn có 95% thì không còn được nữa. Đây, bây giờ kiểm tra thì đơn giản thôi. Đó, và phần này copy cái series hoặc là copy cái
Cái máy đi nhỉ. Đó, xong vào trang check iPhone. Check iPhone nha. Đây, đừng vào cái trang email này, em cứ nghĩ vào trang email được, nhưng phải xem YouTube là các bác cảnh báo là không nên vào cái trang này nha. Vào trang check iPhone thôi. Đó, vào trang check iPhone này nó an toàn hơn. Trang check email thì thấy mấy bác ở trên YouTube bảo là check ở trên đấy sẽ bị mất máy đấy, sẽ bị mất thông tin ra ngoài, bị ai cloud ẩn đấy. Đấy, vào đúng trang này. Test vào đây nha. Đó, à, dùng cái email là phải xóa khoảng trắng này đi, khóa dấu cách này đi, quyết liệt. Đó, gõ captcha này vào. VND. Ok. À, ngày mua hợp lệ này. Ô, còn bảo hành online luôn này. Ô, cái này sao lại có những 4 dấu nhỉ? Em xem hình như là bình thường chỉ có 3 dấu thôi. Chỉ có cái này và cái thời gian bảo hành ở đây thôi. Cái này nó ghi là limit up. Không biết là cái gì nhỉ? Hình như là con này được mua. Con này được mua hẳn IKEA, Apple Care Plus các bạn nhé. Con này được mua hẳn Apple Care Plus luôn. Vớ, ngon. Apple Care Plus này là, đây này, nó ghi ở đây là có bảo hiểm cho bị mất cắp và bị mất. Có nghĩa là bị trộm hoặc là bị mất ấy, là sẽ đổi máy khác. Đó, cái này được mua cả bảo hiểm đấy luôn. Đây có thông báo bị mất trộm đây này, hay bị mất đây này. Đây có thông báo về sửa chữa này. Thời gian sửa chữa hiện tại đang là limit. Limit nghĩa là sao nhỉ? Không có thời gian đến bao giờ. Cái này bảo hành đến bao giờ nhỉ? Hay là phải cắm máy tính để xem. Ok, bình thường nếu mà sử dụng một thời gian ấy thì nó sẽ báo thời gian bảo hành ở trên này. Không biết con này bảo hành bao lâu nhỉ? Nhưng mà được cái gói bảo hiểm mất cắp nó khá là thú vị. Nhưng gói này chắc ở Việt Nam Apple không mất cắp đền cho mình đâu. Đó, cái này Apple ở Việt Nam thì em biết không nhầm, bây giờ muốn đi bảo hành cái Apple tại Việt Nam ấy thì phải hóa đơn chứng từ. Mua con máy này mà hóa đơn chứng từ bây giờ chắc chắn ở bên bán họ không có rồi. Máy mới nhiều khi không có, nhưng mà máy cũ em được biết là như vậy. Hóa đơn chứng từ mua bên nước ngoài ấy thì hóa đơn chứng từ thì mới bảo hành cái Apple Việt Nam được. Mà cái gói này gói ai mất cắp với lại cả trộm thì Việt Nam đâu có gói đâu mà áp dụng. Ok, bây giờ muốn xem thời gian bảo hành kiểu gì nhỉ? Thử cắm một phần mềm cho máy tính xem thế nào nhỉ. Bây giờ em sẽ cắm vào cái phần mềm mà cắm vào phần mềm Bluetooth đi. Em đào phần mềm đúng nha, chờ chút em đào phần mềm em cắm thử nha, để xem là liệu con máy em mua nó có đảm bảo và thời gian bảo hành nó là như nào hay không. Trước mắt thì tất cả mọi thứ đều ok rồi, còn bên trong nữa thôi. Đó, nói chung là khá ưng. Đó, còn thời gian bảo hành để xem nha. Bây giờ có cái phần mềm Bluetooth này khá là hay này. Đó là trước em hình như không biết là nói quá chưa, thì cái phần mềm này thì người ta xem được liệu có thay thế gì hay không ở trên này. Đó, như cái này là báo xanh hết là chưa bị thay thế này. Và bản thương mại bình thường ấy thì đúng là bình thường luôn. Đây sang đâu mà bản bảo hành SEO nó sẽ báo ở đây. Và chúng ta cũng có thể xem được cả ngày sản xuất các anh nhé. Đây này, chúng ta có thể xem được ngày sản xuất của cái sản phẩm này ấy, để sản xuất vào ngày 25 tháng 8 của năm 2019. Đó, có nghĩa là sản xuất được ngày 5/8/2019 và cái thời gian sử dụng của nó sạc được hơn 300 lần rồi. Có nghĩa là con máy này thực tế là người ta đã sử dụng được sạc được khoảng 1 năm rồi, hơn 3 lần, có tính trung bình một ngày một lần. Nhưng cái thời gian bảo hành hỗ trợ online vẫn còn, bởi vì em được biết ấy là những cái máy mà bán ra mà bảo hành kích hoạt bình thường thì số hỗ trợ bảo hành được điện tử thôi thì nó chỉ được 3 tháng thôi. Rồi con này người ta mua gói VIP hay sao ấy thì nên là cái này nó vẫn còn này, và cái này nó vẫn còn hỗ trợ bảo hành trực tuyến bằng điện thoại, nó vẫn còn này, mà rõ ràng là sạc khoảng 1 năm rồi đó. Con này khả năng người ta mua gói VIP, thì bây giờ em sẽ thử kiểm tra thời gian bảo hành như nào nhá. Thì kiểm tra bảo hành bằng cách đơn giản thôi. Đây nhá, nhấn ở đây. Em có lại captcha này. 6M9. Đó. Này. MLF3I. Đó. Ô. Vãi. Sướng. Bất ngờ chưa? Các bác có thể nhìn thấy thời gian bảo hành của nó này. Phải nói là em chưa thấy cái nào bảo hành dài như này luôn. Đó. Bây giờ là tháng 1 của năm 2021 và con này em mua bảo hành tận ngày 19/9/2024 luôn. Tận 19/9 năm của năm 2024 luôn các bác nhá, có nghĩa là còn hơn 3 năm bảo hành nữa. Quá sướng. Đây là lần đầu tiên bỏ công mình tiết kiệm bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng. Bỏ công bỏ lợn, bỏ công là lấy tiền để dành tiền YouTube mua. Được rồi chưa? Đó. Đấy nhá, cho các bác xem lại này. Bảo hành tận ngày 19/9 này theo 24 luôn, có nghĩa là còn 1304 ngày nữa.
nên là cho các bác xem lại email, không là các bạn không tin để có cái sản phẩm như vậy này. Đấy nhá, đó à. 37308 nhá. Đây ở trên đây này. Đó, một Moro Max 26GB màu xanh này. Đó. Quay nhìn đâu. Ghi máy đây, 7308 này. Đó, bảo hành 4 năm đấy. 4 năm nhỉ. Đấy. Sướng quá. Mà chưa, các bạn anh gọi nha. Này. Tự nhiên mua được con máy lần đầu tiên thì Apple bảo hành dài như vậy, bảo hành tại Apple 4 năm, nhưng mà thực ra nói thì nói vậy thôi, chứ thực ra là cái này bảo hành ở Việt Nam đâu có được đâu. Bảo hành ở Việt Nam đâu có được đâu mà cần bảo hành 4 năm. Bởi vì ở Việt Nam thì cần phải có đơn, phải có bill mua bên đấy thì mình mới bảo hành được. Chứ mua máy chính hãng thì bảo hành tại Việt Nam thôi, chứ máy này bảo hành có dài như vậy đâu bảo hành được đâu. Thì chắc là phải tìm hiểu đơn vị nào mà người ta hỗ trợ gửi nước ngoài bảo hành thôi, phải đợi chờ thôi. Thì mình mới được đổi với khác. Thì những cái sản phẩm như thế này nhá, nếu có mua cả bảo hành hệ thống ấy, thì mình sẽ được bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. Bình thường những con này em được 4 năm ấy, có nghĩa là người ta đã dùng được 1 năm rồi, đây người ta chắc mua gói VIP nhất là bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 5 năm, trong đó có cả bị mất máy hoặc bị mất trộm là ông sẽ được đổi với khác. Đó, cái sản phẩm này, nhưng mà cái này thì chỉ ba bên Mỹ thôi, chứ tại Việt Nam thì chắc là em phải liên hệ lên bên là hỗ trợ bên Mỹ thì chắc mới bảo hành được. Nhưng cũng là một cái điều may mắn khi mình mua được con máy bảo hành dài như vậy, mặc dù là sử dụng được khoảng 1 năm rồi, nhưng vẫn cảm thấy sướng bởi vì mình được bảo hành 4 năm rồi. Đem mình khoe máy em iPhone được bảo hành 4 năm. Nghe ở Việt Nam ông nào bảo hành dài lắm phải được 1 năm, kể cả máy cũ hay máy mới, tự nhiên mình được hành 4 năm là quá là sướng luôn, đúng không? Bỏ sao ở trên hệ thống này á, kiểm tra nó là bao limit mà không hiểu limit là như thế nào. Đây này, đó, nó không hiểu như thế nào. Các bác nào biết thì có thể giải thích rõ cho mọi người cùng xem nhá. Thì video của em khoe máy đến đây là hết thôi. Đó, còn bác nào muốn thắc mắc hay là có vấn đề gì thì cứ comment bên dưới video nhá. Bác nào mà cảm thấy thích thì cho em một like và chia sẻ mọi người cùng xem. Và sẽ subscribe YouTube để mà em chia sẻ những cái sản phẩm khác em mua. Các bác xem clip nha, để mà có cái mà cảnh báo các thứ các bác ấy. Ok, chào tạm biệt các bác.